Hello, chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều thắng lợi cùng thành công trong cuộc sống. Hôm nay mời các bạn đi dự sinh nhật lần thứ 67 của mình. Các bạn cùng đi. Bữa hôm nay cũng hơi hấp tấp vì mình vừa về từ Houston ngày hôm qua. Mặc dù vẫn còn bệnh nhưng các con cứ nhắc sinh nhật mình hoài. Nên gia đình mình chọn một địa điểm hơi xa nhà để dùng cơm tối. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Ngày này, cha mẹ đã đem con đến thế gian cho con một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc, an lành. Con hy vọng có được nhiều sức khỏe, được sống vui bên gia đình nhỏ. Cảm ơn tất cả đại gia đình đã cùng chung vui và đồng hành cùng với gia đình nhỏ Mina in Toronto. Đây là lần đầu tiên mình đến nhà hàng này. Lúc tới nơi mình thấy im lặng, mình nghĩ nhà hàng vắng. Nhưng khi vào trong thì một sự ngạc nhiên đã đến. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 18 tháng 5. Nhưng bên trong rất đông khách và một điều ngạc nhiên nữa. Menu hoàn toàn những set cơm đặt cho tiệc. Chỉ có khoảng 20 món kêu thêm. Thức ăn ở đây hợp với khẩu vị của mình. Và tiếp đãi rất ok. Khi cắt bánh họ cũng có phụ mình mở hộp và đưa dĩa dao chuẩn bị rất chu đáo. Quay một vòng nhà hàng để cho các bạn xem nha. Không phải chỉ có nhiêu đây, nó còn phía trong hai bên, phía trong cũng có phòng private. Nhà hàng á thì mình thấy thiết kế coi modern hơn, không có giống như là nhà hàng của Chinese. Nhìn rất là đẹp mắt. Và sau đó thức ăn ra cũng rất là lẹ, mình không phải đợi lâu. Đó, tôm với seafood xào với hôm nay là một món khác là xào với black bean. Ở đây làm đồ ăn mặn mà ha, đồ ăn đây là cái quán này mình mới tìm ra, nói là chưa ăn được lần nào. Tôm thử ngon. Cơm chiên nha, cơm chiên seafood. Cháo xào seafood nha. Hòa lan xào với khỉ tử ha. Thank you.
Cảm ơn con. Happy birthday, Mina, in Toronto.
My birthday. Milan, Toronto. Happy birthday. Giờ chim đi với mẹ ăn chè nha. Đây, mời cả nhà nha. Cả nhà. Chè đậu xanh đó hả? Yep. Nhưng mà nó cũng ngọt hơn nhiều chỗ khác. Nhỏ đó, tại mình đang ăn hai thứ bánh. Chắc bánh của mình là ngon ngon à. Mà má ba ăn chè ngon không? Ngon. Ôi cha, con trai tôi khéo quá. Cắt bánh nè. Thử đi, bữa nay đai ớt mà. Bữa nay bánh đem mommy đai ớt. Khách của Bình làm nha, cảm ơn Bình nha. Cảm ơn Bình đã cho cô làm cho cô cái bánh nha. Ok. Bánh của mình ngon không? Ngon mẹ. Ngon. Bánh của mình ngon nha. Bánh ngon nè. Cảm ơn Bình. Cảm ơn Bình. Cắt cái chả đi. Giờ nuôi cho mình. Cho ăn hả? Mình ăn một chút đi. Mẹ ăn một chút không? Cho mình chút nha. Ngon. Để ăn bánh của mình rồi. Giờ ăn thêm chút bánh này thôi. À, cái này đúng rồi, nó lằn giống như cái bánh. John có biết là cái anh này nè, ảnh gọi là cũng là anh của làm mà ăn cái tiệm bánh này nè, anh cũng là master chef đó John. Mình đi ăn xong mình ra.
thì mình bị kẹt xe ở đây nè, tại nó có accident lần trước. Bây giờ phải chuyển qua một con đường khác nè. Chứ bây giờ đường nó chặn rồi. Chiếc xe nó lật luôn. Xe nó lật luôn à. Đụng con kia luôn rồi. Không biết có xe nào đụng không? Em nghĩ phải hết rồi nó mới bị lật vậy chứ. Hello? Xe nó lật luôn nè. Yeah. Wait. I need to. I said I did. Yeah, xe chở lửa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share và cùng đồng hành với mình trong những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.